cố gắng không nhìn bóng nhá. Đúng rồi, tốt đấy. Nào, chân của mình đứng rộng ra. Nhớ nhá, nhớ hai mũi chân các bạn để song song nhau. Mở rộng đầu gối. Rộng nữa ra. Rồi, ok. Hà mở rộng thêm đầu gối một chút. À, tập giống chị Hà kìa. Chị M nữa. Nào, chị M, chị M. Các bạn chỉ đến 30 nhá. 30 bạn đủ. Rồi, chuyển sang một tay. Một tay. Đúng rồi, tốt. Tốt, ok. Tiến cả chân lên. Ok.